Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, tại Việt Nam, tổ chức thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế được xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Việc không thu hồi được tài sản trong các vụ án tham nhũng sẽ làm hạn chế hiệu quả hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tạo tâm lý coi thường pháp luật, khiến cho dư luận bất bình. Chính vì vậy, đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đưa ra nhiều chủ trương và giải pháp quyết liệt trực tiếp về vấn đề này. Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm năm 2021 đến năm 2025 nhũng bảo đảm pháp luật, xác định nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, bảo đảm đúng pháp luật, thực hiện quyết liệt nghiêm minh có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Để tăng cường hiệu quả công tác thu hồi tài sản, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 04 CTTW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Chỉ thị giao Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện hai nhiệm vụ nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng. Trong những năm qua, các cơ quan tố tụng nói chung và cơ quan thi hành án dân sự nói riêng đã thu hồi được một tỷ lệ không nhỏ tài sản trong các vụ án hình sự, nhất là trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Giai đoạn năm 2013 đến năm 2019, các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được trên 31,7 nghìn tỷ đồng. Năm 2020, thu hồi được trên 15 nghìn tỷ đồng. Năm 2022, đã thi hành xong gần 1,9 nghìn việc, thu được gần 16 nghìn tỷ đồng từ các vụ án kinh tế tham nhũng, tăng gần 12 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 290% về tiền so với năm 2021. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn vừa qua cũng cho thấy một số vướng mắc, bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành về thu hồi tài sản trong các quy định. Về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế, tại hội thảo, nhiều đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những vấn đề còn bất cập trong quá trình thu hồi tài sản từ những vụ án này. Ông Võ Quang Huy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề liệu có nên có biện pháp để kê biên tài sản của những đối tượng trong các vụ án này ngay từ giai đoạn phát giác hoặc có đơn tố giác tội phạm nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản. Nếu kê biên, ngăn chặn trong giai đoạn chưa khởi tố vụ án thì ai sẽ làm việc này? Nếu lỡ kê biên tài sản nhưng sau này xác định những tài sản đó không nằm trong vụ án thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Đại biểu Trần Anh Dũng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hiện nay vẫn còn tình trạng có sự nhận thức chưa thống nhất về mặt pháp luật ngay trong cùng một vụ việc. Ví dụ cùng việc đó khi giao cho thanh tra vào cuộc nhưng phía thanh tra cho rằng không vi phạm pháp luật nhưng sau đó cơ quan điều tra vào cuộc thì phát hiện có dấu hiệu phạm tội. Có khi cùng một vụ án, nhưng cấp sơ thẩm xử khác, phúc thẩm xử khác, giám đốc thẩm, tái thẩm lại xử khác. Chính sự thiếu thống nhất trong nhận thức pháp luật đôi khi dẫn đến nhiều tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng khó hoặc không thu hồi được. Đại diện Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, nơi chiếm 90% số tiền phải thi hành án về kinh tế tham nhũng của cả nước cho biết, năm 2022, tổng số việc thụ lý đối với án kinh tế tham nhũng tại cục là 230 việc với tổng số tiền gần 69.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền có điều kiện thi hành là gần 40.000 tỷ và đã thi hành xong hơn 14.000 tỷ đồng. Việc thi hành đạt kết quả chưa cao có nhiều nguyên nhân như do các đối tượng tẩu tán tài sản, thất thoát tài sản trong quá trình phạm tội. Tiêu biểu như vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, nghĩa vụ thi hành án của bà Nguyễn Thị Lành là hơn 9.000 tỷ đồng, nhưng qua xác minh tài sản của bà Lành chỉ còn hơn 10.000 tỷ đồng. Số tiền hơn 9.000 tỷ đồng còn lại không thu hồi được vì bà Lành không còn tài sản, hay như nghĩa vụ của bà Nguyễn Thiên Lý trong vụ án này là gần 1,3 nghìn tỷ đồng, nhưng tài sản của bà này chỉ còn hơn 200 tỷ đồng, do vậy hơn 1.000 tỷ đồng còn lại không thu hồi được vì không còn tài sản. Hiện nay vụ án Huyền Như mới chỉ thi hành được 2,8% trên tổng số tiền thiệt hại của vụ án. Một số đại biểu cho rằng những người thi hành án phần lớn là bị án đang phải chấp hành hình phạt tù, không có tài sản để thi hành án hoặc tài sản không đủ để thi hành án. Một số tài sản được kê biên trong quá trình điều tra không rõ về giấy tờ pháp lý, địa điểm. Một số tài sản trong quá trình phát mãi đã phát sinh nhiều vướng mắc tranh chấp do có sự chồng lấn lên tài sản của người khác hay hiện trạng, diện tích có sự lệch nhau trong giai đoạn điều tra và giai đoạn thi hành án. Từ đó, các đại biểu cho rằng pháp luật cần được sửa đổi bổ sung để hoàn thiện hơn, thống nhất hơn, đồng bộ hơn,
Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với cơ quan thi hành án là điều hết sức cần thiết để tránh trường hợp mạnh ai nấy làm dẫn đến tòa ra bản án nhưng cơ quan thi hành án lại không thể thi hành được. Chủ tịch AIC mời cựu bí thư Đồng Nai vào phòng nói có 5 tỷ gửi anh. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án kèm theo bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 36 bị can về 5 tội danh nói trên. Trong số 36 bị can có ông Trần Đình Thành, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai. Ông Thành bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, 6 lần đưa tiền, tổng 14,5 tỷ đồng cho cựu bí thư theo kết luận điều tra. Trên cương vị là bí thư tỉnh ủy, ông Thành khai đã tác động chỉ đạo để cho công ty AIC trúng 16 gói thầu. Bị can đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty AIC trực tiếp 6 lần đưa tiền với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng. Trong đó lần thứ tư, bị can Nhàn đưa cho ông Trần Đình Thành số tiền nhiều nhất 5 tỷ đồng. Cụ thể, vào cuối năm 2012, khi ông Thành đi công tác tại Hà Nội, bà Nhàn đã chủ động gọi điện thoại và mời vị cựu bí thư tỉnh ủy đến công ty AIC tham quan. Thành đồng ý nên Nhàn đã cho xe công ty qua đón Thành tại nhà khách ở phố Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi ông Thành đến, nhân viên công ty AIC đưa vào phòng làm việc của Nhàn. Trong buổi gặp, Nhàn trao đổi hỏi sức khỏe của ông Thành và nói, em có 5 tỷ đồng gửi anh. Thành nói với Nhàn không nhận số tiền lớn này. Nhàn nói, anh cứ yên tâm, đây là tiền của cá nhân em, thiếu anh để chi tiêu, chứ không phải sử dụng tiền của công ty, vì tiền của công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông, rất phiền phức và rách việc. Lúc đó, ông Thành thấy để dưới sàn một túi không nhớ chất liệu loại gì, trong đó có cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Tiếp theo đó, Nhàn đi ra khỏi phòng gọi điện cho Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc AIC xếp tiền vào một túi du lịch đã qua sử dụng hình chữ nhật màu xám đen. Có quai sách, xếp vừa đủ 10 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng vào túi và Sơn xách túi tiền này xuống để vào cốp chiếc xe đưa ông Thành về. Khi về đến nhà khách, ông Thành cho toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng vào vali cá nhân, mang vào Đồng Nai. Việc giao nhận tiền có Thành, Nhàn và Sơn, ngoài ra không có ai khác chứng kiến. Tiền nhận hối lộ để gửi tiết kiệm đầu tư bất động sản. Cũng theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền 14,5 tỷ đồng nói trên, sau khi nhận từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Đình Thành khai đã sử dụng phần lớn để đưa cho vợ là Lê Thị Bích Nga mang gửi tiết kiệm đầu tư bất động sản, một phần Thành giữ lại để sử dụng chi tiêu cá nhân. Do không có sổ sách ghi chép lại nên Thành không nhớ cụ thể đã đưa vợ bao nhiêu tiền và chi vào việc gì. Mỗi lần đưa tiền, Thành không nói cho bà Nga biết nguồn gốc của số tiền từ đâu. Kết quả điều tra đến nay, Trần Đình Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nói trên ngày 17 tháng 10 năm 2022. Trước thời điểm khởi tố bị can, gia đình Thành đã nộp lại toàn bộ 14,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra đã cùng kiểm sát viên và luật sư tổ chức cho Trần Đình Thành vẽ lại hồ sơ các địa điểm Thành đã nhận tiền từ Nguyễn Thanh Nhàn. Từ Nguyễn Thanh Nhàn, việc bố trí đồ vật, vị trí để túi quà, khai Nhàn đưa cho Thành, tổ chức nhận dạng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhận dạng các túi quà tương tự như túi quà Thành đã nhận, thực nghiệm điều tra lại toàn bộ quá trình nhận tiền, cất tiền của Thành, tổ chức ghi âm, ghi hình quá trình bị can thực hiện. Quá trình bị can thực nghiệm, nhận dạng và khai báo với cơ quan điều tra. Kết quả các chứng cứ này phù hợp với lời khai của cựu bí thư tỉnh ủy Trần Đình Thành về các lần nhận tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận, với vai trò là bí thư tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy Đảng tại tỉnh Đồng Nai, đã quen biết từ trước, ông Thành được Nguyễn Thị Thanh Nhàn đặt vấn đề đưa tiền quá nhiều lần để nhờ giới thiệu công ty AIC với Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, sau này là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Đồng Nai. Ông Thành và các bị can khác đã tác động vào quá trình phê duyệt dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, phê duyệt bổ sung thiết bị y tế vào dự án để xin hỗ trợ vốn từ Trung ương, tác động vào quá trình đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để tạo điều kiện cho công ty AIC được trúng thầu, được trúng 16 gói thầu thiết bị y tế với tổng số tiền 665,757 tỷ đồng, thu lợi bất chính gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước hơn 148 tỷ đồng. Qua đó, ông Thành đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn 6 lần đưa tiền với tổng số 14,5 tỷ đồng.
hành vi nêu trên của bị can tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Quá trình làm việc, bị can đã nghiêm túc nhận thức hành vi sai phạm, tự chủ động khai thác, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp cơ quan điều tra làm rõ nội dung vụ án. Ông Thành đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền 14,5 tỷ đồng đã nhận từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty AIC trước khi bị khởi tố.